chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mạn phép dẫn các bạn đi ăn món đặc sản của mình nha các bạn. Đây là sản của mình chỉ có vậy thôi. Đồng thớt bao la bát ngát luôn nha các bạn. Khu mình thì trồng nhiều trái cây nhưng mà đa số là trồng khóm nhiều nha các bạn. Chỗ mình là trồng chỉ trồng khóm mà thôi. Còn chỗ khác thì trồng như là trái cây như là sầu riêng rồi cốc ổi mận xoài rồi đó. Thì sau này mình nếu mà clip của mình nếu mà kênh của mình phát triển hơn mình sẽ đi quay thêm nhiều chỗ nữa, như là vườn sầu riêng, ăn sầu riêng, chạy vườn sầu riêng, hay là đi thăm những các cái khu vườn mà trái cây mà nổi tiếng đó các bạn. Như ở mình thì có nhiều loại trái cây nổi tiếng lắm, thì nếu mà kênh của mình nếu mà phát triển hơn á mình sẽ làm nhiều video về trái cây hay là sinh tồn của mấy vườn trái cây đâu đó. Mình suy nghĩ chắc là nó rất là hay. Thì các bạn nếu mà có ý kiến hay là có ý tưởng gì đó, các bạn nhớ comment bên dưới cho mình để cho mình làm thêm nhiều video mà thử thách ăn uống đâu đó cho các bạn coi. Rồi bây giờ mình sẽ vào vấn đề đây nè. Mình có làm một chén ngót siêu to. Này chưa có to nhưng mà nó siêu ngon nha các bạn. Mình sẽ thử ăn với trái khóm. Đây mình một tay cầm với một tay quay, khó quá nha, khó quá nha các bạn. Với lại mình cầm nguyên một cái tripod luôn. Đó là nguyên một cái chân quay á, chứ không phải mình cầm một cái gậy selfie luôn nữa. Hơi đau vai chút xíu. Và bây giờ đây nè, các bạn thấy ở sau lưng mình đó là một giúp khóm rất là lớn luôn. Trái quá trời trái luôn, thấy không? Đây là vậy. Đây là khóm ở dưới mình nha các bạn. Đây, mình ở đây trong phố thì khóm thường thường người ta trồng như thế này đây. Đó. Đó là cái vậy như là cái trình tự trồng khóm ở đây nha các bạn. Là trồng phải là một clip giống như vậy nè. Rồi hai bên sẽ có mương để mình thu hoạch đó. Như đây mương đây nè. Các bạn thấy không? Đây là cái mương này mình sẽ khi mình đốn khóm mình sẽ thải xuống đây và mình sẽ lấy xuồng, một chiếc xuồng như vậy mình vớt đó nha các bạn. Mình vớt nó rồi mình bỏ lên xuồng. Rồi. Xong đó cái mình sẽ chống vào bờ và mình thải lên và người thương lái sẽ tới mua nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ không nói lòng vòng nữa, bây giờ mình sẽ thử ăn trái khóm đại dương cho các bạn coi. Đây nè, mình cũng canh dữ lắm, cũng canh được một trái khóm đang chín cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy không, các bạn thấy không, đây là trái khóm cực kỳ ngon. Là trái khóm này chín là cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Đây mình sẽ lấy cái dao cột trái cây của mình ra, mình sẽ đốn nó nha cho các bạn coi nha. Đây mình có con dao cột trái cây nha các bạn. Dao này gọt chỉ là để gọt trái cây thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó cho các bạn coi nha. Rồi đây là trái khóm của mình dính nước nha các bạn. Mình sẽ gọt trái khóm này và mình sẽ ăn với muối ớt. Nắng quá, cháy mắt quá. Rồi, bây giờ mình sẽ gọt cái khóm này mình ăn tại vườn nha các bạn. Đây là trái khóm của mình. Ngồi chiếc xuồng này nó đung đưa quá, mình sợ rớt cái điện thoại của mình các bạn. Nhà gia tài còn có một cái điện thoại à. Sẽ gọt như vậy. Nhìn nó ngon cực kỳ chưa. Đó. Ngon chưa. Các bạn nào mà có ở gần chỗ mình đó mà có muốn ăn khóm thì cứ inbox cho mình dưới cái Facebook của mình nha các bạn. Facebook của mình thì mình có ghi ở trong cái kênh của mình á. Các bạn nào mà muốn tham quan vườn khóm hay là có giao lưu với mình á thì nhắn tin qua Facebook cho mình. Mình có Facebook mình có nick Facebook trong kênh của mình á.
Ở đây mình sẽ không phải là phí phạm, nhưng mà ở đây mình ăn thường mình ăn dày không nha các bạn, mình gọt như dày không chứ mình không có để mất ra nha các bạn. Thì nó không ngon bằng lãi mắt, nhưng mà nó dày thì nó nhanh hơn, chứ lại ăn như vậy thì nó đỡ tốn thời gian hơn nha các bạn. Tại vì mình xứ khóm mà, nó xứ nào không vậy. Ít có khi ăn lắm. Đây. Một miếng này mình sẽ để đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mời mọi người. Đây. Mình sợ té quá. Đây. Đây là chén muối ớt và cái miếng khóm mình nha các bạn. Mình sẽ chấm nó cho các bạn coi. Đây, phải chấm ngon lành như vậy nha các bạn. Các bạn nào chảy nước miếng chưa, chứ mình là mình chảy nước miếng rồi đó. Rồi mời các bạn nha. Quá ngon, quá chuẩn luôn, chuẩn một cách là kỳ lạ luôn các bạn. Một cảm giác khó thể tả được, ngon kinh luôn nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Còn cả cái miếng khóm của mình. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Đây. Đây nha các bạn. Món ngon lạ thường. Mình sẽ ăn nốt luôn miếng còn lại. Ăn ngon quá. Còn cái dao này mình sẽ cất đi. Dao này mình để review trái cây tiếp. Thường thì mình ít ăn khóm này lắm nha các bạn, tại vì mình làm tối ngày mình thấy khóm mình nhiều khi mình cũng ngán, nhưng mà thật sự khóm này ăn nó rất là ngon, nhưng mà tại vì mình nhìn nó mình chán hay sao á. Ngon quá, ngon kinh khủng khiếp luôn. Các bạn thấy muối ngon không, đậm mướt là phải đỏ như vậy. Không từ nào diễn tả nổi. Mình sẽ quết một cái thiệt là bự, thiệt là cay cho các bạn coi nha. Đây, mời các bạn nha, cay lắm đó. Rất là vui mốt. Wow. Không thể nào mà diễn tả nổi. Cái thịt cây. Mình mới tắm luôn nha các bạn, mà đổ mồ hôi này chắc hồi mình vô mình tắm lại. Bây giờ cũng 1 giờ rồi. 1 giờ hơn, 1 giờ chiều hơn rồi nha các bạn. Đây, mời các bạn đây nha. Mình ăn cái khóm này chắc mình nghỉ ăn cơm luôn quá. Rồi, nếu mà các bạn thấy, nếu mà các bạn thấy video của mình hay á, nhớ cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Đừng quên là comment những thử thách của các bạn phía bên dưới để mình còn làm theo nha các bạn. Rồi, mời các bạn.